Các em thân mến, cùng tiếp tục với chuỗi video ôn hè toán 5. Ở trong nội dung video này thì thầy trò chúng ta sẽ cùng làm dạng số 7 nhé. Đó là giải toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Với những bài toán liên quan đến tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch thì thầy trò chúng ta sẽ cùng tóm tắt đề bài ra nháp. Sau đó mình sẽ phân tích xem là những cái đại lượng đề bài cho chúng tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch với nhau. Bài số 1 như sau. 20 người làm xong công việc hết 14 ngày. Hỏi: muốn làm xong công việc đó trong 10 ngày thì cần bao nhiêu người? Biết là mức làm của mỗi người là như nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt nhanh cho thầy nhé. Mình có này, 20 người thì là làm trong 14 ngày. Và đề bài đang hỏi chúng ta là trong 10 ngày thì cần bao nhiêu người? Đó, 10 ngày thì cần bao nhiêu người? Bây giờ mình sẽ tư duy cho thầy là có hai đại lượng, đó là số người với lại số ngày, thì tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau. Một cái tình huống đơn giản như thế này, ví dụ như là chúng ta vệ sinh lớp học hoặc là chúng ta đi quét sân trường chẳng hạn. Nếu như một bạn làm, tức là một bạn đi vệ sinh lớp học, thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với là việc là 10 bạn làm. Thầy đang lấy ví dụ như vậy, đúng không các em? Đấy, ở đây chúng ta đang nói là vệ sinh lớp học. Vậy thì chúng ta sẽ tư duy cho thầy là gì? Nếu mà ít người thì cần nhiều thời gian, đúng không? Nếu có ít người làm một cái công việc đó thì cần nhiều thời gian. Thế còn nếu mà nhiều người làm cái công việc đó, cùng cái công việc đó thì sẽ cần ít thời gian, đúng không? Như vậy là số người với lại thời gian thì nó tỷ lệ nghịch với nhau, đúng không? Số người mà nhiều thì thời gian làm sẽ ít, đúng không? Thế còn số người mà ít thì thời gian làm sẽ nhiều hơn. Như vậy thì hai đại lượng người và ngày tỷ lệ nghịch, thầy trò chúng ta sẽ có một cái lời văn như sau. Mình sẽ nói là nếu như một người làm xong công việc đó thì cần số ngày là, đúng không? Mình sẽ nói như sau. Một người làm xong công việc đó trong số ngày là 20 người thì cần 14 ngày. Như vậy một người thì ta sẽ lấy 14 nhân với lại 20 lên thì ta sẽ được là bao nhiêu? Chúng ta nhẩm nhé. 14 nhân 2 là 28, thêm số 0 nữa ta sẽ được là 280 ngày mới xong cái công việc đó. Nếu chỉ một người làm thì cần 280 ngày, nếu có 20 người làm thì cần có 14 ngày thôi. Tức là ở đây công việc mà đề bài cho chúng ta đó là nếu mà hoàn thành xong trong 10 ngày thì cần bao nhiêu người, thì ta sẽ lại lấy 280 này chúng ta chia 10, thế là xong, đúng không các em? Mình sẽ có lời văn như sau. Muốn làm xong công việc đó trong 10 ngày thì cần số người là, và chúng ta sẽ lấy đó là 280 này chúng ta chia cho 10 thì ta sẽ được là 28, và đơn vị là người các em nhé. Và đáp số chúng ta sẽ ghi là 28 người. Bây giờ chúng ta quay trở lại phần tóm tắt xem có hợp lý chưa. 20 người thì cần 14 ngày. Ở đây chúng ta có 28 người thì làm trong 10 ngày. Số người mà nhiều hơn thì số ngày ít đi. Các em thấy không? Số người mà nhiều hơn thì số ngày sẽ ít đi. Đó. Như vậy chúng ta đã xong bài số 1 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 2. Đề bài như sau. Tổ 1 lớp 5A có 11 em trồng được 66 cây. Hỏi cả lớp 5A có 42 em trồng được bao nhiêu cây? Biết số cây mỗi em trồng được đều bằng nhau. Chúng ta sẽ lại tóm tắt cái bài toán này như sau. 11 em thì trồng được 66 cây. Và đề bài đang hỏi chúng ta là 42 em để trồng được bao nhiêu cây? Và chúng ta tư duy cho thầy là đại lượng là số em với lại số cây thì tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu mà càng nhiều bạn trồng cây thì số cây trồng được sẽ rất là nhiều, đúng không các em? Vậy thì chúng ta tư duy là đại lượng số em với lại số cây là tỷ lệ thuận với nhau, các em nhé. Bây giờ mình sẽ có lời văn như sau. Bước 1, chúng ta sẽ tính xem là mỗi em ở lớp 5A sẽ trồng được bao nhiêu cây nhé. Mỗi em lớp 5A trồng được số cây là 66 cây thì ứng với 11 em. Như vậy một em ta sẽ trồng được là 66 chúng ta chia cho 11 nhé. Và ta nhẩm được nó là bằng 6, đơn vị là cây. Mỗi em thì trồng được 6 cây. Ở đây là 42 em thì ta sẽ làm như thế nào đây? Mình sẽ nói như sau. Lớp 5A trồng được tất cả số cây là, mỗi em thì trồng được 6 cây, 42 em ta sẽ lấy 6 nhân với lại 42 lần lên các em ạ. Đó, chúng ta nhẩm nhé. 6 x 2 là 12, viết 2 nhớ 1, 6 x 4 là 24, thêm 1 là 25, 252, đơn vị là cây. Đáp số chúng ta ghi là 252 cây. Như vậy chúng ta đã xong bài 2. Tiếp theo là bài tự luận 3. Đề bài như sau.
Một bếp ăn dự trữ đủ gạo có 60 người ăn trong 20 ngày. Thực tế có 120 người ăn. Hỏi, số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Biết rằng là mức ăn của mỗi người là như nhau. Bây giờ chúng ta cũng lại tóm tắt cái bài số 3 nhé. Nếu mà có 60 người ăn thì đủ ăn trong 20 ngày. Và đề bài đang hỏi chúng ta là có 120 người ăn thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Bây giờ đang có đại lượng là số người ăn với lại số ngày. Mình sẽ tư duy là hai đại lượng này tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau. À, nếu mà càng có nhiều người ăn thì sẽ càng nhanh hết số gạo đó, đúng không em? Nếu mà càng ít người ăn thì là số gạo sẽ đủ ăn trong nhiều ngày hơn. Vậy mình sẽ tư duy là số người với lại số ngày là tỷ lệ nghịch với nhau. Nhớ nhá, số người mà nhiều thì ăn sẽ nhanh hết. Đúng chưa em? Đó. Như vậy tỷ lệ nghịch với nhau. Tỷ lệ nghịch với nhau thì chúng ta sẽ làm tương tự như lại bài số 1 đấy. Bài số 1 là tỷ lệ nghịch mà. Bây giờ mình sẽ có lời văn là gì nhỉ? Mình sẽ nói là một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là có 60 người ăn thì đủ ăn trong 20 ngày. Nếu như chỉ có một người ăn thì ta sẽ lấy là 20, chúng ta nhân với 60 lên các em ạ. Chúng ta nhân nhẩm 2 x 6 bằng 12, sau đó viết thêm 2 số 0 nữa thì mình sẽ được là 1200 ngày. À, nếu như chỉ có một người ấy, thì đủ ăn trong tận 1200 ngày. Ở đây là 120 người thì ta sẽ lấy số ngày này mình sẽ chia cho 120 thì mình sẽ ra các bạn. Mình sẽ có lời văn tiếp theo đó là số gạo dự trữ đó đủ ăn trong số ngày là, chúng ta sẽ lấy 1200 là số ngày đủ ăn cho một người này. Chỉ cho một người ăn thì là 1200 ngày này. Ta sẽ lấy 1200 này chúng ta chia cho 120 thì ta sẽ được là 10 và đơn vị là ngày. Đáp số chúng ta ghi là 10 ngày. À, như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 3 rồi. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 4. Đề bài như sau. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Nay có thêm 40 người nữa đến. Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Biết rằng mức ăn của mỗi người như nhau. À, thực ra cái bài số 4 này cũng tương tự như bài số 3 thôi các em ạ. Có hai đại lượng đó là số người ăn với lại số ngày thì tỷ lệ nghịch với nhau. Tỷ lệ nghịch là như thế nào nhỉ? À, đó là càng ít người ăn thì số ngày sẽ nhiều lên. Càng nhiều người ăn thì số ngày đủ ăn sẽ ít đi. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi tư duy chứ sao? Tóm tắt nhanh nhé. 120 người này đủ ăn trong 20 ngày. Chúng ta đọc kỹ đề nhé. Nay có thêm 40 người nữa đến, tức là đang là 120 cộng thêm với 40 người thì ta phải lấy 120 cộng 40 là 160 người thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Và tương tự như là bài số 3 thì mình cũng tính xem cho thầy là một người, nếu chỉ một người ăn thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày, đúng không? Sau đó mình lấy cái số kết quả này mình chia cho 160 thì mình sẽ ra, đúng không các em? Bây giờ mình sẽ có như sau. Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là, đây, ta sẽ lấy 20, chúng ta nhân với lại 120 lên. Chúng ta nhân nhẩm nhé, 2 x 10 12 là 24, sau đó mình viết thêm 2 số 0 nữa, ta sẽ được là 2400 ngày. Rồi bây giờ chúng ta phải làm thế nào để ra được cái con số 160 này thì mình sẽ phải nói lời văn là gì nhỉ? Mình sẽ nói lời văn là số người ăn thực tế là đang có 120 người đúng không? Thêm 40 người nữa. Ta lấy 120 cộng 40 sẽ bằng 160. À, đơn vị là người nhé các em. Rồi, nếu chỉ một người ăn thì sẽ đủ ăn trong 2400 ngày. Thì bây giờ có 160 người thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Thì ta sẽ lấy 2400 này, ta chia 160 là ra. Bây giờ lời văn như sau. Số gạo đó đủ ăn trong số ngày là, thì ta sẽ lấy là 2400 này, chúng ta chia cho 160 người này. Nào chúng ta thực hiện chia nhé. 2400 chúng ta chia cho 160 thì em có thể chia nhầm là 240 chia 16 em sẽ được là 15 nhé. Và đơn vị đó là ngày. Đáp số 15 ngày. À, như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 4 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 5. Đề bài như sau này. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong
20 ngày, nay có thêm 40 người nữa rời đi. Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Thế thì bài số 5 này cũng phát triển từ bài số 4 thôi. Chúng ta sẽ có như sau. 120 người ăn thì đủ ăn trong 20 ngày. Thực tế là có 40 người rời đi thì ta sẽ phải lấy 120 này, chúng ta trừ đi 40. Các em hiểu chưa? Tức là sẽ là 80 người ăn thì sẽ là bao nhiêu ngày. Và ý tưởng của ta cũng sẽ tính xem là nếu mà chỉ có một người ăn ấy thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày, đúng không các em? Và sau đó mình sẽ lấy cái kết quả này, mình chia 80 là mình sẽ ra thôi. Bây giờ mình sẽ có lời văn như sau. Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là, thì ta sẽ lấy 20 nhân với lại 120, được 2400 đơn vị là ngày. Đấy, nếu chỉ có một người ăn thì sẽ đủ ăn được trong 2400 ngày. Bây giờ chúng ta phải tính xem cho thầy là cái con số 80 ở đâu ra. Tức là mình sẽ nói cho thầy là số người ăn thực tế là, ban đầu là 120 người này, thực tế là có 40 người rời đi, ta sẽ lấy là 120 trừ đi 40 thì sẽ bằng 80 đơn vị là người. Đấy, nếu chỉ có một người thì đủ ăn trong 2400 ngày. Ở đây có 80 người thực tế thì ta sẽ lấy 2400 này, chúng ta chia 80 các em nhé. Mình sẽ nói số gạo đó đủ ăn trong số ngày là, ta lấy 2400 ứng với chỉ có một người, chúng ta chia cho 80, chúng ta bỏ đi một chữ số 0 ở ngoài cùng thì ta sẽ lấy 240 này, chúng ta chia 8 thì ta sẽ được là bằng 30 đơn vị là ngày và đáp số 30 ngày. Như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 5. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng đến với bài tự luận 6 ở trong cái dạng bài, đó là giải toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Đề bài như sau. Một đội gồm 5 người đào được 20 mét mương trong một ngày. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa thì một ngày đào được bao nhiêu mét mương? Mức đào của mỗi người là như nhau. Bây giờ thầy trò mình sẽ đi tóm tắt. Theo như đề bài chúng ta có là 5 người này, trong một ngày thì đào được là 20 mét mương. Em đồng ý chưa? Và người ta cho thông tin chúng ta là người ta bổ sung thêm 20 người nữa. Tức là có 5 người bổ sung thêm 20 người nữa thì sẽ là bao nhiêu? À, sẽ là 25 người. Và vẫn là trong một ngày nhé. Và sẽ là được là bao nhiêu mét mương? Hỏi chấm mét mương. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chỉ quan tâm cho thầy là hai đại lượng thôi. Đó là liên quan đến số người và liên quan đến số mét mương đào được, đúng không em? Nếu như chỉ có một người thì sẽ đào được ít hơn so với 5 người đào, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ tư duy là số đại lượng số người với lại số mét mương đào được là tỷ lệ thuận với nhau. Tức là càng nhiều người thì sẽ càng đào được nhiều. Các em hiểu không? Đấy, tỷ lệ thuận với nhau. Và cho dù là bài toán tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch thì thầy trò chúng ta vẫn đi theo cái hướng là tính xem là giá trị của một đơn vị. Tức là mình sẽ tính xem là nếu như chỉ có một người thì sẽ đào được bao nhiêu mét mương trong một ngày. Mình sẽ tính một người nhé, là tính giá trị một đơn vị đấy. Mình sẽ có lời văn như sau. Một người đào được số mét mương trong một ngày là, 5 người thì đào được 20 mét mương, đúng không? Vậy thì một người ta sẽ lấy 20 chúng ta chia 5 bằng 4 đơn vị là mét. Như vậy một người trong một ngày thì đào được 4 mét mương. Thế vậy ở đây chúng ta xem là có tất cả có bao nhiêu người nhé. Làm thế nào là có con số 25 người đây thì ta sẽ lấy 5 cộng với 20, đúng không các em? Chúng ta sẽ có lời văn như sau. Số người đào mương sau khi bổ sung thêm 20 người là, thì ta sẽ lấy 5 này cộng thêm 20 người nữa thì ta sẽ được là 25 đơn vị là người. Chúng ta thấy rằng là như ở đã phân tích, đó là số người với lại số mét mương đào được là tỷ lệ thuận với nhau, đúng không? Như vậy có 25 người thì ở đây chúng ta sẽ lấy 4 là số mét mương của mỗi người đào được trong một ngày, chúng ta sẽ nhân với 25 lên thì ta sẽ ra được là số mét mương mà 25 người đào được trong một ngày. Mình sẽ có lời văn như sau. Mỗi ngày đội đó đào được số mét mương là, nào chúng ta sẽ có phép tính, đó là một người này trong một ngày đào được 4 mét. Ở đây 25 người trong một ngày ta sẽ nhân với lại 25 lần lên thì em sẽ được là 100 đơn vị là mét.
Như vậy chúng ta sẽ ghi đáp số là 100 mét mương các bạn. Rồi, thầy trò chúng ta đã xong bài tự luận 6. Tiếp theo, thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 7, đề bài như sau. Một người lái xe tải nhận vận chuyển một lô hàng. Nếu mỗi chuyến xe tải đó chở được 4 tấn thì xe phải chở 15 chuyến. Hỏi: nếu mỗi chuyến xe đó chở được 5 tấn thì phải chở bao nhiêu chuyến thì mới hết lô hàng đó? Thầy trò chúng ta sẽ cùng tóm tắt như sau. Theo như đề bài đó là là 4 tấn này mỗi chuyến này. À thì cần bao nhiêu chuyến để chở hết nhỉ? À thì cần 15 chuyến để chở hết lô hàng đó. Thế ở đây đề bài hỏi chúng ta là nếu như 5 tấn mỗi chuyến thì sẽ cần bao nhiêu chuyến để chở hết lô hàng đó? Vậy chúng ta tư duy như thầy là đại lượng là số tấn mỗi chuyến này với lại số chuyến thì sẽ tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch với nhau? À thì câu trả lời ở đây sẽ là tỷ lệ nghịch với nhau các bạn. Cụ thể như thế này, nếu như mỗi chuyến mà chở được ít ấy, thì chúng ta sẽ cần nhiều chuyến hơn. Các em hình dung không? Thế còn nếu mà mỗi chuyến chở được nhiều ấy, thì sẽ cần ít số chuyến hơn. Đúng không các em? Vậy thì bây giờ tỷ lệ nghịch này. Lời văn thứ nhất thì mình sẽ có là gì nhỉ? À mình sẽ tính cho thầy được là xem là cả cái lô hàng đó sẽ có bao nhiêu tấn hàng. Tức là cái phép tính đầu tiên mình sẽ thực hiện nhân. Các em nhé. Mình nói như sau. Lô hàng đó có số tấn hàng là. Làm thế nào để tính được? À chúng ta thấy rằng là mỗi chuyến thì chở được 4 tấn. 15 chuyến như vậy ta lấy 4 nhân với 15 lên thì ta sẽ được là 60 đơn vị là tấn. Thấy chưa? Tiếp theo, nếu như mỗi xe chở được 5 tấn thì ta sẽ lấy toàn bộ số lô hàng này chúng ta chia đều cho 5 thì ta sẽ được là số chuyến, đúng không em? Mình sẽ có lời văn tiếp theo. Mỗi xe chở được 5 tấn thì cần chở số chuyến là. Ta sẽ lấy tất cả là số tấn của lô hàng đó là 60 tấn này, chúng ta chia đều cho 5 thì sẽ ra được số chuyến. Thì ta sẽ được là 12 đơn vị là chuyến các em nhé. Đáp số 12 chuyến. À như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 7 rồi các em ạ. Tiếp theo là bài tự luận 8, đề bài như sau. Có 5 thợ dệt trong 8 giờ được 240 sản phẩm. Hỏi: muốn làm được 192 sản phẩm như thế thì 4 người phải làm trong bao lâu? Biết mức lao động của mỗi người là như nhau. À trong cái bài này chúng ta thấy rằng có tận 3 đại lượng. Chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta tóm tắt ra xem nhé. Xem là chúng tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau. Thầy trò chúng ta sẽ cùng đi tóm tắt bài số 8 này các em nhé. Chúng ta thật là tập trung cho thầy này. Ở đây theo như đề bài chúng ta có là 5 thợ đúng không? Thì làm trong 8 giờ thì được 240 sản phẩm. Thế và ở đây đề bài cho chúng ta thông tin hỏi chúng ta đó là nếu như có 4 thợ này thì cần bao nhiêu giờ để ra được 192 sản phẩm. Chúng ta thấy rằng bài này nó phức tạp hơn những bài trước rồi, có 3 đại lượng, đó là số người thợ này, số giờ làm này, với lại số sản phẩm này. Thế thì chúng ta bình tĩnh này, chúng ta tập trung thầy mục tiêu cuối cùng đó là các người thợ này làm ra sản phẩm đúng không? Mục tiêu cuối cùng là làm ra sản phẩm. Vậy mình sẽ tư duy thầy này, nếu như càng nhiều người thợ thì sẽ làm được nhiều sản phẩm hay là ít sản phẩm nhỉ các em nhỉ? Biết mức lao động của mỗi người là như nhau, vậy thì càng nhiều người thợ làm thì sẽ được càng nhiều sản phẩm. Như vậy số người thợ với lại số sản phẩm là tỷ lệ thuận với nhau. Càng nhiều thợ thì càng làm được nhiều sản phẩm. Các em thấy tỷ lệ thuận chưa? Tiếp theo, mức làm của mỗi người là như nhau, cho nên là làm càng nhiều giờ thì cũng làm được càng nhiều sản phẩm. Như vậy đại lượng số giờ với đại lượng số sản phẩm này cũng tỷ lệ thuận với nhau. Các em đồng ý chưa? À ta thấy rằng là số người thợ này, số giờ này nó đều tỷ lệ thuận với số sản phẩm làm ra được. Vậy thì ý tưởng của thầy trò chúng ta sẽ tư duy như sau. Mình sẽ tư duy cho thầy là tính xem là một thợ này mà làm trong 1 giờ thì sẽ được bao nhiêu sản phẩm.
Đó, các em ạ. Thì sau đó mình sẽ tính được tiếp theo là 4 thợ này với 192 sản phẩm thì cần bao nhiêu giờ nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi triển khai. Làm thế nào để ra một thợ 1 giờ thì các em cứ bình tĩnh. Bước số 1, các em có thể tính xem cho thầy là 5 thợ thì làm trong 1 giờ thì sẽ được bao nhiêu sản phẩm. Chúng ta cứ làm lần lượt như vậy nhé. Nào bước 1 này. Đây, thầy sẽ phân tích cho các em. Bước 1 nhé. Từ cái thông tin mà chúng ta khai thác được ở trên đề bài này, mình sẽ tính xem cho thầy là 5 thợ này trong 1 giờ thì sẽ là bao nhiêu sản phẩm. Thầy viết tắt chữ sản phẩm. Và bước 2, lúc này thì hoàn toàn các em có thể tính được đó là một thợ này mà làm trong 1 giờ thì sẽ được bao nhiêu sản phẩm. Sau đó mình sẽ đi triển khai tiếp. Nào, trước mắt bước 1 thầy trò sẽ tính xem cho thầy là 5 thợ 1 giờ làm được bao nhiêu sản phẩm. Mình sẽ có lời văn như sau. 5 người thợ dệt trong 1 giờ được số sản phẩm là 5 người thợ này dệt trong 1 giờ được số sản phẩm là, bây giờ các em nhìn được cho thầy phần tóm tắt này. Số thợ với lại số giờ tỷ lệ thuận với lại số sản phẩm rồi. Như vậy trong 1 giờ ta sẽ lấy 5 thợ trong 1 giờ ta sẽ lấy 240 này chúng ta chia cho 8 các em nhé. Ta nhẩm 24 chia 8 được 3, thêm số 0 nữa. 240 chia 8 sẽ được 30 sản phẩm. Như vậy chúng ta đã xong bước 1 chưa? À, bước 1 mình đã tính được 5 thợ trong 1 giờ rồi. Bước 2 chúng ta tính được sẽ tính được là một thợ 1 giờ các em ạ. Ta sẽ lấy số sản phẩm này ta chia cho 5 là ra. Mình sẽ có một người thợ dệt trong 1 giờ được số sản phẩm là, do là số người thợ với số sản phẩm cũng tỷ lệ thuận, vậy thì để tính được một người ta sẽ lấy 30 chia 5 bằng 6, đơn vị ở đây là sản phẩm các em nhé. Rồi, bây giờ bước số 3 thì thầy cho mình làm gì đây? Bước số 3 thì chúng ta thử tính xem cho thầy là 4 người thợ thì trong 1 giờ được bao nhiêu sản phẩm nhé. 4 thợ này trong 1 giờ này thì được bao nhiêu sản phẩm? Một người thợ 1 giờ thì chúng ta tính được rồi, 4 người thợ thì ta sẽ lấy số sản phẩm chúng ta nhân với 4 lên các em nhé. Mình sẽ có lời văn 4 người thợ dệt trong 1 giờ được số sản phẩm là, ta sẽ lấy 6 này, chúng ta nhân với 4 lên, ta sẽ được là 24. Đơn vị là sản phẩm. À, đến đây chúng ta sẽ tiếp tục triển khai đến bước 4. Như ở bước 3 chúng ta đã biết được là 4 thợ này trong 1 giờ thì được bao nhiêu nhỉ? À, được 24 sản phẩm rồi. Đúng không các em? Như vậy, bước 4 mình sẽ tính xem là 4 thợ này thì làm trong bao nhiêu giờ để được 192 sản phẩm. Vậy là thế nào các em nhỉ? À, ta sẽ lấy 192 này, ta chia cho 24. Thế là xong thôi, các em nhé. Mình nói, để làm được 192 sản phẩm thì 4 người thợ cần làm trong thời gian là, ta sẽ lấy 192 chia 24. Và các em đặt tính nhé, thì ta sẽ được kết quả là bằng 8 các em ạ. Đơn vị là gì? À, đơn vị là giờ. Vậy thì chúng ta có đáp số rồi. Đáp số ở trong bài số 8 này là 8 giờ. Vậy là với cái bài mà có 3 đại lượng thì cũng không vấn đề gì đúng không các em? Chúng ta cứ từng bước chúng ta phân tích xem là chúng tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau đúng không? Và ý tưởng là đây trong bài này này, chúng ta sẽ tính xem là một thợ 1 giờ thì làm được bao nhiêu sản phẩm, đưa hết về giá trị của một đơn vị các em nhé. Chúng ta đã xong bài tự luận 8 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy cho chúng ta đến với bài tự luận 9 các em nhé. Ở trong cái dạng số 7 là giải toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Chúng ta đọc thật kỹ đề cho thầy bài số 9. Một đội công nhân gồm 30 người đã làm xong đoạn đường dài 1.500 m trong 10 ngày. Nay công ty cử thêm 70 người nữa xuống làm tiếp đoạn đường dài 3.500 m thì hoàn thành công việc trong bao lâu? Biết năng suất lao động của mỗi người như nhau. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng tóm tắt cho thầy xem là bài toán này có những đại lượng nào và chúng tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau nhé. Thầy sẽ tóm tắt nhanh như sau. Theo như đề bài ấy, thì chúng mình có là 30 người này. Thì đã làm xong cái đoạn đường dài 1.500 m và cần 10 ngày. Đó. Và đề bài đang hỏi chúng ta là cử thêm 70 người nữa tức là bao nhiêu nhỉ? Đang có 30 người, cử thêm 70 người tức là ta lấy 30 cộng 70 là 100 người. Làm đoạn đường 3.500 m thì cần bao nhiêu ngày đấy các em ạ? Đó. Tức là mình có đại lượng là số người này, số mét đường này và số ngày, xem là tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau đây. Nào chúng ta
cùng phân tích này. Nếu như càng nhiều người làm thì số ngày sẽ là ít đi hay là nhiều thêm nhỉ? À, nếu cùng công việc đó càng nhiều người làm thì số ngày hoàn thành sẽ ít đi đúng không? Tức là số người với lại số ngày đang là gì nhỉ? À, đang là nghịch với nhau. Đúng không các em? Đang là tỷ lệ nghịch nhé. Các em đồng ý chưa là tỷ lệ nghịch này? Tiếp tục này. Số người với số mét đường là tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch nhỉ? Càng nhiều người làm thì càng đào được nhiều mét đường, bởi vì năng suất lao động mỗi người như nhau mà đúng không? Đó, vậy thì đây là tỷ lệ thuận. À, chúng ta cứ quan tâm là hai đại lượng một cho nó dễ để tránh nhầm. Tiếp đến là số mét đường với lại số ngày thì là tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau? Thì càng nhiều ngày thì sẽ đào được càng nhiều, đúng không em? Vậy thì nó số mét đường với số ngày là tỷ lệ thuận với nhau. Rồi, bây giờ ý tưởng của ta sẽ làm như thế nào đây? Bước số 1, nếu các em để ý là lúc nào thì mình sẽ tư duy là tính xem là giá trị một đơn vị. Tức là mình sẽ tư duy là mình tính xem là một người này, à, trong một ngày, đúng không? Trong một ngày thì sẽ đào được là bao nhiêu mét. Đấy, ý tưởng của chúng ta là như thế này. Bây giờ ta sẽ triển khai các bước như thế nào đây? Thì trước hết bước 1, đó là thầy trò mình sẽ phải tính xem là 30 người này thì trong một ngày này sẽ đào được là bao nhiêu mét. Đấy, 30 người trong một ngày sẽ đào được bao nhiêu mét. Thế thì ở đây liên quan đến mét và số ngày này, 30 người vẫn thế đúng không? Thì số mét với số ngày đang tỷ lệ thuận. Vậy làm thế nào để ra được một ngày thì ta sẽ tư duy cho thầy là phép tính là nó là tỷ lệ thuận đúng không? Ta sẽ lấy 1.500 này, mình chia cho 10. Đúng chưa em? Đấy, đấy là ý nghĩa của ta phân tích tỷ lệ thuận đấy các em ạ. Thì sẽ ra giá trị của một ngày, đúng không? Tiếp đến bước số 2. Lúc này thì mình đã triển khai được là một người trong một ngày rồi đúng không em? Một người này, hỏi cho mét trong một ngày. Nào bây giờ liên quan đến số người và số mét, thì số người số mét nó tỷ lệ thuận với nhau đúng không? Thì mình sẽ lấy cái kết quả ở cái bước 1 này, đúng không? Kết quả bước 1 này mình sẽ nhầm được bao nhiêu nhỉ? 150. Chúng ta chia cho mấy? Chia cho 30. Bởi vì chúng ta đang tư duy là tỷ lệ thuận đúng không? Thì ra giá trị của một người thì ta sẽ lấy số mét này, chúng ta chia 30, bởi vì nó tỷ lệ thuận đấy. Tiếp theo bước số 3. Bước số 3 để ra cái con số 100 người làm này, mình phải tính cho thầy là tính số người đúng không? Tính số người thực tế làm đúng không? Đấy, số người thực tế làm ở đây tức mình sẽ tư duy đó là lúc đầu có 30 người này, cử thêm 70 người nữa, ta lấy 30 cộng 70 đấy các em. Đó. Tiếp theo bước số 4 này. Tức là phát triển từ bước 3 mình đã có 100 người rồi thì mình sẽ có tính xem cho thầy là 100 người này đào được bao nhiêu mét trong một ngày. Thì cái này dễ mà em. Ta sẽ lấy gì nhỉ? À, ta sẽ lấy kết quả của gì? Kết quả của cái bước 2 này chúng ta sẽ nhân với lại 100 lần lên đúng không? Em để ý nhé. Số người với số mét nó đang tỷ lệ thuận với nhau. Như vậy ta sẽ lấy kết quả của cái bước 2 này đang là bao nhiêu nhỉ? 150 chia cho 30 em sẽ nhầm được bằng bao nhiêu? Bằng 5 đấy. Sau đó em nhân với 100 lên thì sẽ ra bước 4. Đó. Bây giờ đến bước số 5. Mình sẽ tính xem thầy là 100 người này thì để đào được 3.500 mét thì sẽ cần bao nhiêu ngày? Cái nó liên quan đến số mét này và liên quan đến số ngày đúng không? 100 người vẫn vậy mà đúng không? Số mét với số ngày làm sao nhỉ? Số mét với số ngày thì đang tỷ lệ thuận với nhau. Như vậy chúng ta đã biết được là trong một ngày rồi đúng không? Thì mình sẽ lấy 3.500 này chúng ta chia cho cái con số là bước 4 này, 3.500 này. Chúng mình chia cho gì? À, chia cho 500 thì mình sẽ ra được là số ngày. Đấy, như vậy toàn bộ ý tưởng của cái bài số 9 này bây giờ thầy trò mình sẽ đi triển khai nhé. Tính bước số 1 nào. Mình sẽ nói lời văn đó là gì nhỉ? Đó là 30 người làm trong một ngày được số mét đường là. Đây chúng ta tư duy này. 30 người này trong 10 ngày thì đào được một thì làm xong được 1.500 mét đường đúng không? Như vậy trong một ngày thì ta sẽ lấy 1.500 chia 10, bởi vì là số mét với số ngày đang tỷ lệ thuận với nhau. Ta sẽ được là 150 đơn vị là mét. Tiếp đến bước số 2, chúng ta hãy tính xem thầy là một người trong một ngày thì đào được bao nhiêu mét đúng không? Ta sẽ lấy là 150 chia 30 nhé. Một người
làm trong một ngày được số mét đường là, thì ta sẽ lấy 150 chúng ta chia cho 30. Chúng ta nhẩm được các em nó bằng 5. Đơn vị là mét. Xong bước 2 rồi, bây giờ đến bước 3 chúng ta sẽ tính xem là số người thực tế làm là bao nhiêu nhé. Mình sẽ nói là số người làm thực tế khi công ty cử thêm 70 người nữa là, số người làm thực tế khi công ty cử thêm 70 người nữa là, thì ta đơn giản ta lấy 30 cộng thêm 70 người nữa thôi thì sẽ bằng là 100 người. Như vậy chúng ta đã xong bước 3. Tiếp theo là bước 4, phát triển từ bước 2 này, đó là tính xem 100 người thì một ngày đào được bao nhiêu mét. Ta biết rằng một người một ngày rồi, đúng không? Thì ta đã tính được bằng bao nhiêu rồi? Bằng 5 mét. Như vậy 100 người trong một ngày ta sẽ lấy 5 nhân với 100 lên. Mình sẽ có lời văn 100 người làm trong một ngày được số mét đường là. Đây, ở bước 4 này các em. Liên quan đến số người và số mét này, cùng là trong một ngày, số người với số mét thì đang là gì nhỉ? Đang là tỷ lệ thuận với nhau, thì chúng ta biết giá trị của một người rồi, 100 người ta sẽ nhân với 100 lần lên, 5 nhân 100 các em nhé. Thì sẽ là 500 đơn vị là mét. Bây giờ đến bước 4, đó là đây là xong bước 4 rồi, đến bước 5. Bước 5 mình sẽ tính xem là nếu 100 người thì khi đào 3.500 mét thì cần bao nhiêu ngày, đúng không? Liên quan đến số mét và số ngày nó đang gì nhỉ? Đang tỷ lệ thuận với nhau, thì mình sẽ thực hiện để ra số ngày, ta sẽ lấy 3.500 mét này, chúng ta chia cho 500. Mình sẽ có lời văn như sau: 100 người làm đoạn đường 3.500 mét trong thời gian là. Thầy sẽ viết thêm dưới này nhé. Thì ta sẽ lấy 3.500 chúng ta chia cho 500. Ta nhẩm được bằng 7, đơn vị là ngày. Và đáp số các em ghi là 7 ngày. Như vậy là thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 9 rồi các em ạ. Các em thân mến, thầy trò chúng ta cùng tiếp tục đến với bài tự luận 10 ở trong cái chuyên đề số 7 nhé. Đó là giải toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Đề bài như sau: một đơn vị bộ đội dự trữ gạo đủ cho 150 người ăn trong 25 ngày, nhưng đơn vị phải chuyển 25 người đi nơi khác. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho số người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày? Biết rằng mức ăn của mỗi người là như nhau. Thầy cho mình cũng sẽ lại tóm tắt ra các em ạ. Bài này chúng ta thấy rằng chỉ có hai đại lượng thôi, đó là số người và số ngày thôi, đúng không các em? Mình có này, 150 người ăn này thì đủ ăn trong 25 ngày. Bây giờ theo như thông tin của đề bài, đó là 25 người phải chuyển đi nơi khác, tức là số người còn lại là bao nhiêu các em nhỉ? Ta lấy 150 chúng ta trừ đi 25 thì còn lại là 125 người ăn này. Và đề bài đang hỏi thầy trò chúng ta là sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Bây giờ chỉ có hai đại lượng thôi, mình sẽ tư duy cho thầy là hai đại lượng này tỷ lệ nghịch hay là thuận với nhau nhé. Càng nhiều người ăn thì số ngày đủ ăn càng ít đi, đúng không? Nếu mà càng ít người ăn thì số ngày đủ ăn sẽ nhiều thêm, đúng không các em? Như vậy chúng ta tư duy cho thầy đây là hai đại lượng này tỷ lệ nghịch với nhau rồi. Đó. Và ý tưởng thì chúng ta cũng sẽ rút về đơn vị thôi, đó là chúng ta sẽ tính xem thầy là nếu mà chỉ một người ăn ấy thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Đấy, ý tưởng của thầy trò mình như thế này. Sau đó mình sẽ tính xem được là 125 người ăn thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày nhé. Bằng cách là lấy cái kết quả ở cái bước này này, chúng ta sẽ chia cho 125 là xong thôi. Bây giờ thầy trò mình sẽ đi triển khai vào lời văn. Mình sẽ nói là một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là. Do đây là tỷ lệ nghịch cho nên là để tính xem là một người ăn hết số gạo trong bao nhiêu ngày thì ta sẽ lấy 25 chúng ta nhân với 150. Thì em tính nhé, 25 nhân với 150 em sẽ ra được là 3.750 ngày. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ phải tính xem là cái con số 125 người ăn ở đâu, thì mình sẽ tính cho thầy là số người ăn còn lại là. Thì ta sẽ lấy 150 người này trừ đi 25 người đã chuyển đi này thì sẽ bằng là 125 người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính được đó là 125 người này sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Mình có lời văn: số gạo dự trữ đó đủ cho số người còn lại ăn trong số ngày là. Thì chúng ta sẽ lấy đó là gì nhỉ? Ta sẽ lấy 3.750, đó là ứng với một người. Ở đây có 125 người, chúng ta phải chia cho 125. Kiểm tính nhé, thì ta sẽ được là 30. Và đơn vị lúc này là gì? Là ngày. Xong rồi, đáp số chúng ta sẽ ghi là 30 ngày. Như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài 10 rồi. Tiếp theo là bài 11. Đề bài như sau: một trường bán trú
có đủ gạo cho 150 học sinh ăn trong 124 ngày. Nếu trường nhận thêm 36 học sinh nữa thì số gạo trên đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Biết rằng mức ăn của mỗi học sinh như nhau. Cái bài số 11 này cũng ý tưởng tương tự như bài 10 thôi các em ạ. Mình sẽ tóm tắt như sau. Với 150 học sinh thì đủ ăn trong 124 ngày. Và đây này, nếu nhận thêm, tức là phải cộng thêm đúng không? Ta sẽ cộng thêm 36 là 186 học sinh. Thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Và chúng ta thấy rằng là đại lượng số học sinh với lại số ngày đang là tỷ lệ nghịch với nhau. Bởi vì càng nhiều học sinh thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong càng ít ngày. Và càng ít học sinh thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong càng nhiều ngày, đúng không? Đây đang là tỷ lệ nghịch với nhau. Vậy thì cái bước đầu tiên khi mà chúng ta ý tưởng là tính xem là chỉ có một học sinh ấy thì sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày ấy, thì mình sẽ tư duy là phép tính gì nhỉ? À, phép tính nhân, đúng không? Ta sẽ lấy 124 này, chúng ta nhân với 150 nhé các em. Nào, bây giờ ta sẽ đi triển khai một lời văn. Mình sẽ có một học sinh ăn hết số gạo đó trong số ngày là, thì chúng ta sẽ lấy 124 chúng ta nhân với lại 150. Các em đặt tính nhé, thì ta sẽ được kết quả đó là 18.600 ngày. Bước tiếp theo đó là chúng ta phải tính xem là cái con số 186 này ở đâu. Bây giờ mình sẽ nói như sau. Số học sinh của trường khi nhận thêm 36 học sinh nữa là, thì ta sẽ lấy 150 chúng ta cộng thêm 36, thì đây chính là 186 đơn vị là học sinh. Một học sinh thì ăn hết số gạo đó trong 18.600 ngày. Như vậy thì 186 học sinh sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Ta sẽ lấy 18.600 này, chúng ta sẽ chia đều cho 186, đúng không? Thì mình sẽ nhận được là 100. Mình sẽ có lời văn như sau. Số gạo trên đủ ăn trong số ngày là, ta sẽ lấy số ngày ứng với một người ăn, chúng ta sẽ chia cho tổng số người là 186, thì em sẽ ra được là 100. Đơn vị là ngày. Và đáp số kem ghi 100 ngày. À, như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 11 rồi. Thầy trò chúng ta cùng đến với bài tự luận 12 ở trong cái dạng số 7 này nhá. Chúng ta có đề bài như sau. 10 em học sinh may 30 cái áo hết 3 giờ. Hỏi 8 em học sinh may 32 cái áo mất bao lâu? Biết năng suất của mỗi em học sinh đều như nhau. Bây giờ bài này chúng ta thấy rằng là có 3 đại lượng đấy các em ạ. Mình sẽ tóm tắt cho thầy như sau. 10 em này thì may 30 cái áo thì đó là hết 3 giờ. Này có 3 đại lượng đúng không? Đó là số em này, số cái áo này và số giờ hoàn thành. Và đề bài đang hỏi chúng ta là 8 em này thì 32 cái áo thì cần bao nhiêu giờ? Trong bao lâu thì mình cũng sẽ ngầm hiểu là trong bao nhiêu giờ đấy em. À, bây giờ ý tưởng của ta vẫn đó là rút về đơn vị thôi. Đó là mình sẽ tính xem cho thầy là ý tưởng là tính xem một em thì may một cái áo thì mất bao lâu, tức là mất bao nhiêu giờ. À, để làm được như vậy thì chúng ta sẽ lại phải phân tích xem đó là các đại lượng này tỷ lệ thuận hay nghịch với nhau. Nếu chúng ta quan tâm đó là nếu mà số áo vẫn là giữ nguyên thì có càng nhiều em thì thời gian hoàn thành sẽ càng ít đi, càng ít em thì thời gian hoàn thành sẽ lâu hơn đúng không? Như vậy thì đại lượng là số em với lại số giờ thì đang là nghịch với nhau. Đấy, đang là nghịch với nhau. Tiếp theo là chúng ta quan tâm này, cùng một thời gian nếu mà 10 em thì sẽ làm được 30 cái áo này thì ít hơn thì sao nhỉ? À, ít hơn thì số cái áo làm được cũng sẽ ít hơn. Như vậy là càng nhiều em thì càng làm được nhiều áo, càng ít em thì càng may được ít áo đúng không? Như vậy tức là hai anh này tỷ lệ, hai đại lượng này tỷ lệ thuận với nhau. Tương tự như vậy, cùng với số em như vậy thì số cái áo với số giờ hoàn thành sẽ làm sao nhỉ? À, trong số thời gian mà ít thì sẽ may được ít, mà thời gian mà nhiều thì sẽ may được nhiều, tức là số cái áo với số giờ này cũng sẽ là tỷ lệ thuận với nhau. À, mình phân tích tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch để làm gì? Để mình sẽ hình dung ra đó là phép tính mà chúng ta cần thực hiện, đó là nhân hay là chia đấy em. Thế bây giờ để ra được một em may một cái áo hết bao nhiêu giờ, hết bao lâu ấy, thì chúng ta sẽ phải làm các bước. Bước số 1, thì để tránh nhầm thì thầy sẽ tính xem đó là 10 em này
Thì trong 1 giờ thì sẽ may được bao nhiêu cái áo? Đấy, 10 em này, may được bao nhiêu cái áo trong 1 giờ? Ta đã biết rằng là 10 em may được 30 cái áo trong 3 giờ đúng không? Ở đây liên quan đến cái áo và liên quan đến giờ này. Áo với giờ đang tỷ lệ thuận với nhau. Vậy thì để ra được số cái áo trong 1 giờ, ta sẽ lấy 30 chia 3. Đúng không em? Rồi, tiếp theo, bước số 2. Lúc này em hoàn toàn tính được thầy là một em sẽ may được bao nhiêu cái áo trong 1 giờ, đúng không? Thì nó liên quan đến số em với liên quan đến số áo này trong cùng một khoảng thời gian đó này. Chúng ta quan tâm là số em với số áo này. Thì số em với số áo đang tỷ lệ thuận với nhau. Như vậy, để tính được bước 2, ta sẽ lấy kết quả của bước 1 là 10. 10 cái áo, chúng ta sẽ chia cho 10 em. Em hình dung ra chưa? Đến bước 3. Bây giờ mình sẽ tính xem cho thầy được là 8 em sẽ may được bao nhiêu cái áo trong 1 giờ. Chúng ta lại tư duy cho thầy là liên quan đến số em và số áo thì số em số áo đang là gì? Đang là tỷ lệ thuận với nhau. Như vậy nhiều em lên ta phải nhân đúng không? Ta sẽ lấy kết quả của bước 2. Ta phải nhân lên 8. Đấy, em hiểu ý nghĩa vì sao thầy đã phân tích thuận với nghịch chưa nào? Để mình hình dung ra đó là phép tính nhân hay chia mà. Bước 4. Bây giờ mình sẽ tính xem đó là 8 em thì khi may 32 cái áo thì hết là bao lâu? Số cái áo với số thời gian đó là tỷ lệ thuận với nhau, đúng không nào? Vậy ta sẽ lấy cái 32 cái áo này, chúng ta chia cho số cái áo trong 1 giờ thì sẽ ra số giờ hoàn thành. Ta sẽ chia cho 8 ở đây. Đấy, các bước nó liên kết với nhau như vậy các em ạ. Bây giờ thầy trò mình sẽ đi triển khai như sau. Mình sẽ có lời văn 10 em học sinh trong 1 giờ may được số cái áo là. Bây giờ thầy sẽ chia cái phần trình bày này ra làm hai phần nhé. Lời văn thứ nhất, 10 em học sinh trong 1 giờ may được số cái áo là. Chúng ta nhìn cho thầy phần tóm tắt. 10 em trong 1 giờ được bao nhiêu cái áo? Thầy sẽ lấy 30, thầy chia cho 3 bằng 10, đơn vị là cái. Em cẩn thận, em thể ghi là cái áo cũng được. Tiếp theo, mình sẽ tính bước 2, đó là 1 em trong 1 giờ may được bao nhiêu cái áo nhé. 10 em trong 1 giờ được 10 cái áo. Như vậy 1 em trong 1 giờ ta sẽ lấy 10 cái áo, chúng ta sẽ chia cho 10 em. 10 chia cho 10 thì sẽ bằng 1, đơn vị là cái. Đầy đủ em ghi là cái áo vào. Xong rồi, thầy trò mình đã xong bước 2. Đến bước 3, mình sẽ tính xem là 8 em trong 1 giờ thì may được bao nhiêu cái áo. Do là số em với số cái áo đang là tỷ lệ thuận với nhau, cho nên là để ra được số cái áo của 8 em, ta sẽ lấy 1 cái áo ứng với 1 em, ta nhân với 8 lần lên, đúng không? 1 x 8 bằng 8, đơn vị là cái. Đầy đủ em ghi là cái áo nhé. Tiếp theo, mình sẽ tính được ở bước 4, đó là 8 em học sinh, đúng không? May 32 cái áo trong thời gian là. Thì chúng ta sẽ lấy là 32 là ứng với 32 cái áo này, chia cho số áo trong 1 giờ. 32 chia 8 thì ta sẽ được ra số giờ nhé. 4, đơn vị là giờ. Đáp số mình ghi là 4 giờ. Như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 12. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng đến với bài số 13. Đề bài như sau. 5 người đóng xong 500 viên gạch trong 4 giờ. Hỏi 16 người đóng xong 2.000 viên gạch trong bao lâu? Năng suất làm việc của mỗi người là như nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tóm tắt nhé. 5 người này thì đóng xong 500 viên gạch thì đây trong 4 giờ. Và đề bài đang hỏi chúng ta là 16 người thì đóng xong 2.000 viên gạch trong bao lâu, tức là trong khoảng chấm giờ. Mình hiểu là như vậy. Và ý tưởng của ta bao giờ cũng là ý tưởng để rút về đơn vị. Đó là thầy trò mình sẽ tính xem là nếu một người mà làm trong 1 giờ thì sẽ được là bao nhiêu viên gạch. Đấy, ý tưởng bao giờ chúng ta sẽ làm như thế này, cho dù là tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm thầy các đại lượng này, số người, số viên gạch với lại số giờ nhé. Thì chúng ta sẽ quan tâm cho thầy trước hết đó là liên quan đến số viên gạch với số giờ đi. Thì ta thấy rằng là nếu mà cùng với số người như vậy, càng nhiều giờ thì sẽ đóng được càng nhiều viên gạch đúng không? Càng ít giờ thì sẽ đóng được càng ít viên gạch. Như vậy số viên gạch với số giờ nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau đó. Tiếp đến, số người với số viên gạch trong cùng một khoảng thời gian
Thì nếu mà càng nhiều người thì sẽ càng đóng được nhiều viên gạch, càng ít người thì sẽ đóng được càng ít viên gạch. Như vậy số người với số viên gạch cũng sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Để chúng ta quan tâm hai đại lượng này với nhau thôi, hai cặp này với nhau thôi. Bây giờ để ra được cái ý tưởng này thì chúng ta sẽ triển khai các bước nhá, các bước cho thầy này. Bước 1 bây giờ thầy trò mình sẽ đi tính xem là 5 người thì sẽ đóng xong được bao nhiêu viên gạch trong 1 giờ. Thì chúng ta đã mất công chúng ta phân tích được là số người với số viên gạch nó tỷ lệ thuận này, và số viên gạch với số giờ nó đang tỷ lệ thuận này. Trong 1 giờ thì làm 30 viên thì làm được bao nhiêu viên gạch đây? Biết rằng trong 4 giờ làm được 500 viên gạch do chúng tỷ lệ thuận, đúng không? Vậy thì để ra được 1 giờ ta sẽ lấy 500 chia 4. Đấy, chúng ta phân tích để chúng ta sẽ đưa ra phép tính phù hợp. Chia 4. Em hiểu chưa nào? Tiếp theo đến bước số 2. Đó là mình sẽ tính cho thầy được một người rồi thì sẽ đóng xong được bao nhiêu viên gạch trong vòng 1 giờ. À, liên quan đến số người và số viên gạch thì chúng ta thấy sao? Lại tỷ lệ thuận rồi. 5 người thì đóng được cái kết quả ở cái bước 1 này. 500 chia 4 thì em sẽ ra được là 125 đấy. Thì ta sẽ lấy 125 này ở bước 1 này, chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu, chia cho 5, bởi vì nó tỷ lệ thuận mà. Đó. Tiếp đến là bước số 3. Bây giờ mình sẽ tính xem cho thầy được là 16 người sẽ đóng được bao nhiêu viên gạch trong vòng 1 giờ. Thì ta sẽ lấy kết quả của cái bước 2 này, chúng ta sẽ nhân với 16. Bởi vì sao? Liên quan đến số người và số viên gạch thì số người số viên gạch đang tỷ lệ thuận với nhau, đúng không? Thì mình sẽ lấy cái kết quả ở bước 2 này, chúng ta sẽ nhân với 16 lần lên. Ở bước 2 chia thì em sẽ được là 25. Ta sẽ lấy 25 nhân với lại 16 các em ạ. Đó. Và bây giờ là bước số 4. Mình sẽ tính xem là 16 người thì đóng 2.000 viên gạch thì là cần bao nhiêu giờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tư duy đó là số viên gạch và số giờ nó đang tỷ lệ thuận với nhau. Vậy mình đã biết kết quả của cái bước 3 rồi thì mình sẽ lấy 2.000 viên gạch này, mình sẽ chia cho cái kết quả bước 3 thì mình sẽ ra số giờ hoàn thiện, đúng không? Số giờ hoàn thành đấy. 25 nhân 16 thì em thực hiện thì em sẽ ra được là bằng 400. Thì bây giờ em sẽ lấy 2.000 này, em chia cho 400 thì là mình ra kết quả của bài toán. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi triển khai nhé. Mình sẽ có lời văn thứ nhất như sau. 5 người trong 1 giờ đóng được số viên gạch là. Thầy sẽ chia đôi cái phần trình bày này ra. Lời văn thứ nhất này, 5 người trong 1 giờ đóng được số viên gạch là. Đấy, chúng ta phải dựa vào phần phân tích nhé. Đó là liên quan đến số viên gạch và số giờ đang tỷ lệ thuận với nhau. Vậy để ra 1 giờ ta lấy 500 chia 4 đấy các em. 500 chia 4 ta sẽ được là 125 đơn vị là viên. 5 người 1 giờ được 125 viên. Bây giờ ta sẽ tính được bước 2, đó là một người trong 1 giờ được bao nhiêu viên nhé. Thì ta sẽ lấy gì nhỉ? 125 chúng ta chia 5, bởi vì số viên gạch với lại số người đang tỷ lệ thuận với nhau mà, đúng không? Ít người hơn thì ta phải chia đi, đúng không? Ta sẽ lấy 125 chúng ta chia 5. Em sẽ được là 25 đơn vị là viên. Tiếp đến chúng ta sẽ tính cho thầy là 16 người. Do là số người với số viên gạch nó đang là tỷ lệ thuận với nhau cho nên là 16 người nhiều hơn ta phải nhân lên, đúng không? Ta sẽ lấy 25 là giá trị số viên gạch của ứng với một người này, ta nhân với lại 16 lần lên. 25 nhân 16 em sẽ được là 400 nhé. Đơn vị là viên. Tiếp đến thì bây giờ mình sẽ tính được bước 4, nó là 16 người, 2.000 viên gạch sẽ làm trong thời gian là. Thì ta sẽ lấy 2.000 chúng ta chia cho 400 thì ra được là số giờ hoàn thành. Ta nhẩm được nó bằng 5. Đơn vị là giờ. Và đáp số ta ghi 5 giờ. À, như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 13 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng đến với bài tự luận 14, một bài toán cũng tương đối khó đây, các em đọc thật kỹ đề nhá. Một đơn vị bộ đội gồm 20 người được giao đắp một đoạn đường dài 800 mét trong 10 ngày. Trước khi khởi công, đơn vị được bổ sung thêm 30 người và được giao đắp thêm một đoạn đường dài 400 mét nữa. Hỏi đơn vị đó sẽ hoàn thành kế hoạch trong bao nhiêu ngày? Biết rằng năng suất làm việc của mọi người trong một ngày là như nhau. Ở trong bài 14 này khó hơn hẳn những bài phía trước, đó là gì? Đề bài cho ông ta là tăng thêm số người và cũng tăng thêm số mét đường, đúng không? Thì các em có thể tính được luôn xem cụ thể là tăng lên thì lúc đấy là bao nhiêu, và khi mà số mét đường
là thêm 400 mét nữa thì cụ thể là được giao bao nhiêu, đúng không? Ta sẽ tính luôn nhé, cho đỡ nhầm. Mình sẽ có lời văn. Tổng số người của đơn vị đó sau khi được bổ sung thêm là, thì lúc đầu là có 20 người, được bổ sung thêm 30 người nữa, ta lấy 20 cộng 30 thì sẽ bằng là 50. Đơn vị là người. Đó. Tiếp theo mình sẽ cũng lại tính cho thầy được là chiều dài đoạn đường mà đơn vị đó được giao đắp là bao nhiêu. Thì lúc đầu là 800, được giao thêm 400 mét nữa, đúng không các em? Mình sẽ lấy 800 mét cộng 400 mét đây em. Mình sẽ có lời văn nhé. Mình sẽ nói là chiều dài đoạn đường đơn vị đó được giao đắp là, thì lúc đầu là 800 mét, đúng không các em? Ta lấy 800 này cộng thêm 400 nữa thì ta sẽ được là 1200, và đơn vị là mét. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta mới đi tóm tắt nhé. Thầy cho bây giờ chúng ta sẽ đi tóm tắt này. Lúc đầu thì theo như tôi giả thiết ấy, thì chúng ta có là 20 người này, thì đắp xong đoạn đường 800 mét này thì cần là 10 ngày. Bây giờ đề bài đang hỏi thầy trò chúng ta là 50 người, mình đã tính được rồi này, và đắp đoạn đường dài 1200 mét này thì cần bao nhiêu ngày. Đó. Thế thì ý tưởng của chúng ta thì vẫn sẽ đi theo hướng là, với thầy nhé, thầy vẫn đi theo hướng là chúng ta sẽ tính giúp về đơn vị xem là một người trong một ngày thì sẽ đắp được là bao nhiêu mét đường. Đấy, thì sau đó mình sẽ triển khai được là 50 người 1200 mét sẽ ứng với bao nhiêu ngày. Và để ra được thì chúng ta sẽ làm từng bước. Trước khi làm từng bước thì thầy trò mình sẽ đi phân tích xem là các đại lượng này là tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau. Liên quan đến số người với số mét đường đắp được thì càng nhiều người sẽ càng đắp được nhiều mét đường, như vậy sẽ là thuận rồi. Càng nhiều người thì đắp được càng nhiều mét đường mà, đúng không? Thì sẽ là thuận. Tiếp theo, càng nhiều ngày thì sẽ cũng sẽ đắp được càng nhiều mét đường, cái này cũng là thuận. Đấy, nếu chúng ta quan tâm những đại lượng này. Thế còn số người với số ngày thì càng nhiều người thì đắp xong công việc càng ít ngày, đúng không? Đắp xong cái đoạn đường càng ít ngày. Càng ít người thì cần càng nhiều ngày, như vậy số người với số ngày nó tăng tỷ lệ nghịch với nhau, nếu như chúng ta quan tâm. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi triển khai nhá. Thầy cũng sẽ làm từng bước một cho đỡ nhầm. Bước 1 là thầy sẽ đi tính xem là 20 người này trong một ngày thì sẽ được là bao nhiêu mét đường. Sau đó bước 2, lúc này thì hoàn toàn mình sẽ trả lời được cái câu này rồi. Đó là gì nhỉ? Mình sẽ tính xem được là một người thì đắp được bao nhiêu mét đường trong vòng một ngày. Bước số 3 thì mình sẽ tính được gì? Mình sẽ tính được 50 người tương là đào được bao nhiêu mét đường trong một ngày. Đấy, tuy rằng nó hơi nhiều bước, nó hơi dài đấy, nhưng mà thầy thấy rằng như thế này thì em sẽ dễ hiểu hơn đấy. Bước 4 này, 50 người thì 1200 mét thì trong bao nhiêu ngày. Bây giờ ta thử tư duy phép tính nhé. 20 người trong một ngày này, nó liên quan đến số mét đường trong một ngày, đúng không? Số mét với số ngày nó đang tỷ lệ thuận với nhau, vậy để ra được là một ngày ta sẽ lấy 800 chia 10. Đấy. 800 chia 10 thì sẽ bằng là 80, đúng không em? Tiếp đến nào. Bây giờ trong một người trong một ngày thì đào được bao nhiêu mét đường thì liên quan đến số người với số mét, đúng không? Thì số người số mét đang tỷ lệ thuận với nhau thì ta sẽ lấy 80 chúng ta chia 20. Nó tỷ lệ thuận mà. Thì số người mà ít đi thì số mét đường cũng ít đi, ta sẽ lấy 80 chia 20, các em hiểu chưa? Thì sẽ bằng 4. Đó. Tiếp đến, 50 người thì đào được bao nhiêu mét đường trong một ngày? Thì số người nhiều lên thì số mét đường sẽ nhiều lên, đúng không? Ta sẽ lấy 4 nhân 50 lần lên. Đấy, 4 nhân 50 là bằng 200, đúng không? Bằng 200. Tiếp đến này, 50 người 1200 mét thì cần bao nhiêu ngày? 50 người thì trong một ngày đào được 200 mét, đúng không? Vậy ra số ngày ta lấy 1200, ta chia 200. Thế là xong. Thì sẽ ra được là 6 ngày. Đó. Bây giờ ta sẽ đi triển khai vào phần bài giải nhé. Mình sẽ nói là 20 người, đúng không? Trong một ngày đào được số mét đường là, đúng không? 20 người này. Trong một ngày đào được số mét đường là.
À ở đây là, thì xin lỗi chúng ta, ở đây là đắp nhá. Kem để chờ đắp, không phải là đào. 20 người trong một ngày đắp được em ạ. Em sửa thầy là đắp được số mét đường là nhé. Đấy. Thì ta sẽ lấy là 800 chúng ta chia 10. 800 chia 10 ra một ngày. 80 đơn vị là mét. Bây giờ chúng ta sẽ tính được là trong tính được một người trong một ngày đắp được số mét đường là. Thì chúng ta sẽ lấy gì nhỉ? 20 người thì đào được thì đắp được 80 mét đúng không? Vậy thì một người ta sẽ lấy 80 này, chúng ta sẽ chia cho 20. Bởi vì đang tỷ lệ thuận với nhau mà đúng không? Ít người chúng ta phải chia đi đúng không? Thì sẽ là 4 đơn vị là mét. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính bước tiếp theo, đó là tính xem 50 người trong một ngày thì đắp được bao nhiêu mét đường nhé. Một người trong một ngày thì đắp được 4 mét đúng không? Vậy 50 người ta sẽ nhân với 50 lần lên, bởi vì đang tỷ lệ thuận mà em. Nhiều người sẽ phải nhiều lên ta nhân. 4 x 50 bằng 200 đơn vị là mét. Và như vậy chúng ta sẽ tính được xem là 50 người mà khi được giao đắp 1200 mét ấy, thì sẽ hoàn thành trong bao lâu đúng không? Thì đây mình sẽ có lời văn là gì đây? Mình sẽ viết đó là đơn vị đó sẽ hoàn thành kế hoạch trong số ngày là. Đơn vị đó đây chúng ta hiểu cho thầy là đơn vị đó lúc này đang có 50 người đúng không? Và hoàn thành công việc được giao là 1200 mét đấy em. Đấy, em cẩn thận em thể nói cho thầy là 50 người trong đơn vị đó này sẽ hoàn thành đắp xong đoạn đường 1200 mét trong số ngày là đấy em. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ ta sẽ lấy 1200 này. Chúng mình chia cho 200 thì sẽ bằng 6 đơn vị là ngày. Đáp số cuối cùng của bài toán chúng ta sẽ ghi 6 ngày. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 14 rồi các em ạ. Thầy trò chúng ta cùng tiếp tục đến với bài tự luận 15 ở trong cái dạng 7, đó là giải toán tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch kem nhé. Đề bài như sau: một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày, nhưng vì có một số người đến nên anh quản lý tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu? Cái bài 15 này nó không khó đâu các bạn, chỉ là hơi ngược một chút thôi. Đó là số người chúng ta chưa biết, số người lúc sau ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tóm tắt cho thầy như sau nhé. 750 người này, người ăn đấy, thì sẽ đủ ăn trong vòng là 40 ngày. Và chúng ta không biết là có bao nhiêu người ăn mà sẽ đủ ăn được trong 25 ngày. Thì chúng ta lại tư duy thầy là có hai đại lượng, đó là số người ăn với lại số ngày thì tỷ lệ nghịch với nhau. Tức là gì? Càng ít người ăn thì số ngày đủ ăn thì càng nhiều lên đúng không? Càng nhiều người ăn thì số ngày đủ ăn càng ít đi. Vậy đang là tỷ lệ nghịch với nhau. Đó, tỷ lệ nghịch. Thế bây giờ ý tưởng đó là gì? Chúng ta sẽ tính xem là một người này, nếu chỉ một người ăn thì sẽ đủ ăn ở trong bao nhiêu ngày. Đó, trong bao nhiêu ngày. Thì nó là tỷ lệ nghịch cho nên là phép tính chúng ta sẽ phải là gì nhỉ? Phép tính ta ứng với một người sẽ đủ ăn trong 40 nhân với lại 750. Em đã hiểu chưa? Thì mình sẽ tính được là bằng 30.000 và đơn vị là ngày. Nếu chỉ một người ăn thôi ấy, sẽ đủ ăn được trong 30.000 ngày. Rất là nhiều đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ phải tính xem là 25 ngày này sẽ là có bao nhiêu người. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ có phép tính là gì nhỉ? Ta sẽ lấy số ngày là ứng với một người ăn là 30.000 ngày. Chúng ta chia cho 25 này thì mình sẽ ra được là số người. Kem ra được là 1.200, đây là người. Nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng của bài toán các bạn. Đề bài hỏi chúng ta là số người thêm là bao nhiêu, đến thêm là bao nhiêu. Thế thì số người đến thêm mình tính như thế nào nhỉ? Ta lấy 1.200 chúng ta trừ đi số người lúc đầu, đúng không là sao? Số người đến thêm này thì chúng ta sẽ lấy là 1.200, chúng ta trừ đi 750 thì ta sẽ được là 450 người. Và đây mới là kết quả cuối cùng của bài toán các em ạ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi triển khai vào lời văn nhé. Mình sẽ nói như sau: một người ăn hết số gạo trên trong số ngày là. Ta sẽ lấy 40 này nhân với lại 750, ta sẽ được là 30.000 ngày. Rồi đến đây mình sẽ có như sau: số người ăn thực tế là số người ăn thực tế ta sẽ lấy 30.000 ngày này ứng với một người, chúng ta chia cho 25 đúng không, thì sẽ ra số người cho 25 ngày. 30.000 ngày chia cho 25 ngày thì ra số người, ta tính được là 1.200 người. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ tính cho thầy là số người đến thêm nhé.
số người đến thêm là ta sẽ lấy 1.200 người này trừ đi 750 người lúc đầu thì sẽ được là 450 đơn vị là người. Và đây mới là kết quả cuối cùng của cái bài toán này các bạn. Đáp số mình sẽ ghi là 450 người. À, như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 15 và cũng là bài cuối cùng của trong dạng số 7, đó là giải toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch rồi các bạn ạ.